Chào các bạn, hôm nay mình vẫn tiếp tục nội dung của bài đọc hiểu với cái chủ đề là Nayolikai, hiểu để mà có thể chọn được đáp án. Bài này mình đã gửi cho các bạn cái phần làm bài trước ở nhà rồi. Chúng mình nhớ làm bài trước khi mà check đáp án nha. Bài này câu hỏi của mình vẫn là cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất là gì, và chúng ta sẽ cùng đi phân tích nhé. Oru denka jutaku to iu to いかにも先進的で便利な生活が送れるようにイメージしがちだが、電気に依存した生活が人間的に価値のある生活かというと別問題だ。というと là khi mà nói đến một cái vấn đề nào đấy, đúng không? Khi mà nói đến dư tắc cự là các cái nhà ở mà tiêu thụ toàn bộ tất cả mọi thứ đều là bằng điện hết ấy. Cái từ ô rự ở đây nó bằng với cái từ tiếng Anh là ô. Đen cả ở đây là điện hóa, hay còn gọi là các cái tòa nhà, các cái ngôi nhà, hầu hết tất cả mọi thứ đều sử dụng điện hết. Thì ikanimo sen shin teki de, ikanimo thì nó sẽ đi với cái cấu trúc yo ở đằng sau này. Nghĩa của nó là thực sự hoặc là quả thật là gì đó. Tí nữa mình sẽ giải thích cụ thể hơn, nhưng mà ikanimo bao giờ nó cũng đi với lại rashi này, so ở đằng sau rất là nhiều, hoặc là một cái cụm từ nào đấy thì mình sẽ nhớ theo cả một cụm như vậy. Thì khi mà nói đến các cái tòa nhà như vậy, các cái ngôi nhà như vậy, thì imeji là hình dung. Chúng ta thường hay gachi ở đây là chúng ta sẽ dễ dàng thường hay là hình dung ra, thì đó là những cái ngôi nhà kiểu sống một cái cuộc sống rất là tiện lợi và tiên tiến. Thế nhưng mà denki ni izon shita seikatsu ga ningen teki ni kachi no aru seikatsu ka tuyu to betsu mondai da. Betsu mondai đây lại là một cái chuyện khác. Như vậy mình thấy ở trên là tối ưu tố, là khi mà nhắc đến các cái tòa nhà như vậy thì là người ta sẽ hình dung là sự tiện lợi, sự tiên tiến. Nhưng mà cái cuộc sống mà có cái giá trị cho con người hay không ấy, cái cuộc sống mà nó phụ thuộc izon shita này, phụ thuộc vào cái denki là vào cái điện năng ấy, là cái cuộc sống mà nó phụ thuộc hết cả tất cả vào điện năng như vậy, thì nó có phải là một cái cuộc sống mà có cái giá trị cho con người hay không ấy, thì nó lại là một cái vấn đề khác. Thì mình sẽ thấy cái cấu trúc ngữ pháp là tố ưu tố ở đây và tố ưu tố ở đây. Thì sau khi mà nhìn về mặt cấu trúc ngữ pháp xong thì chúng ta sẽ nhìn vào cái cụm ở bên trong này. Cái cụm bên trong này thì mình sẽ thấy là cái seikatsu ga, seikatsu là câu danh từ, là cái cuộc sống mà mình phụ thuộc vào điện. Có phải là ka là desu ka đấy, đúng không? Có phải là cái cuộc sống mà có giá trị cho con người hay không? Thì nó lại là một cái vấn đề hoàn toàn khác. 暖房一つとってもスイッチを押すだけで自動的に部屋の温度を調節してくれるのがいいか、面倒だがいちいち燃料をストーブの中に入れて燃やすのがいいか。Ở trong cái câu này mình sẽ bắt gặp có các cái cấu trúc là gì? Tề mố này, khi mà nhìn thấy trong một câu ấy thì mình có nói rằng quy tắc của mình là đọc đến chủ ngữ, biết đó là chủ ngữ thì là mình sẽ dịch cái đoạn chủ ngữ đấy luôn. Rồi mình nhìn vào cuối câu là động từ, danh từ, tính từ để biết cái câu đấy là câu gì luôn. Và mình sẽ dịch theo câu danh từ, câu động từ, câu tính từ. Nhưng với những cái câu dài ấy, thì ở đây ví dụ như trong cái câu này, mình đọc là thấy cấu trúc ngữ pháp, thì mình sẽ nhìn ngay cái câu đấy theo cấu trúc ngữ pháp. Thì mình sẽ dịch luôn là cho dù là mình có một cái danbo, là một cái máy lạnh à, một cái máy sưởi ấm hay là một cái máy lạnh đi chăng nữa, tiếp đến là đa kê đế là chỉ cần là ấn một cái switch, là ấn một cái nút thôi, thì là tự động làm sao, tự động là sẽ cho xét sự stekure được, là sẽ giúp cho mình điều khiển điều chỉnh cái nhiệt độ của căn phòng một cách tự động này, no ga i cả. Vậy là tất cả những cái mà mình vì dịch như vậy nó là no ga i cả, thì cái việc đó nó có được hay không, cái việc đó nó có tốt hay không, đúng không? Thì cả cái câu đấy mình sẽ dịch là mình chỉ cần một cái máy điều hòa hoặc là một cái máy lạnh này, sau đó là mình chỉ cần ấn một cái nút thôi là nó sẽ tự động điều khiển cái nhiệt độ phòng của mình cho mình một cách tự động, thì như vậy là có được hay không này, có phải là tốt hay không này. Mendo daga, mặc dù nó rất là mendo daga, daga ở đây thì cũng là cấu trúc ngữ pháp rồi, vậy là mặc dù nó rất là phiền hà cái gì thì là ichi nenio stobu no naka ni irete, là mình sẽ phải ireru, là mình thấy động từ đây là thể tê, đây mình sẽ dịch luôn là mặc dù nó rất là phiền hà, mình sẽ phải ichi ichi là từng cái một, mình phải cho vào trong cái stobu là cái lò sưởi, cái nhiên liệu
là hay còn gọi là củi hoặc là bấc gì gì đó, mình phải cho vào trong cái lò sưởi nhiên liệu để mà đốt cháy này, rồi môi a sự và đốt cháy nó lên ấy, thì có được hay không? Vậy mình sẽ thấy cấu trúc ở cây là, vậy mình sẽ thấy cấu trúc ở đây là nogai cả, nogai cả, có là a thì có được hay không và b thì có được hay không? Me no mae de moe de hono o mite atatamaru ichiji no kokoro no yutakasa wa nani mono ni mo kaerare nai to omowareru no da ga dou daro. Thì mình sẽ tìm chủ ngữ đầu tiên này bằng cái từ hóa ở đây là cái yutakasa, là cái sự phong phú về mặt tâm hồn một cách ichiji, một cách tạm thời. Atatamaru ở đây là làm ấm đúng không? Gọi là kiểu làm ấm một cách tạm thời đấy. Tiếp đến là mite, đây là nhìn thấy cái hono'o là một cái ngọn lửa mà cháy ở trước mắt mình. Me no mae de moeru là cái ngọn lửa mà nó đang cháy trước mặt mình, nhìn những cái ngọn lửa đấy và cái cảm giác rất là ấm cúng, cái cảm giác trái tim rất là ấm áp một cách tạm thời đấy, thì nó sẽ nani mono ni mo kaerare nai to, là không thể nào thay thế được cho bất kể một cái gì. To omoare de no daga, daga đây lại thấy cấu trúc ngữ pháp rồi, do da ro thì là như vậy thì sẽ như thế nào đúng không? Có là mặc dù là có những cái người cho rằng là cái từ omoareru ở đây mình sẽ thấy bắt gặp rất nhiều trường hợp nó sẽ chuyển sang thành là bị động. Thì khi mà cái câu của mình, động từ của mình omo kangae nó chuyển thành bị động ấy, mình có thể thêm một cái yếu tố thứ ba vào là chúng ta hoặc là mọi người thường hay suy nghĩ rằng là để chuyển nó thành câu chủ động thôi. Và mình sẽ hiểu là tất cả những cái ở đằng trên đấy thì được cho rằng là, hoặc được nghĩ rằng là, thì mình sẽ dịch là mọi người nghĩ rằng là, mọi người cho rằng là cái sự gọi là ấm áp, rồi cái sự trù phú hoặc là cái sự phong phú của trái tim cảm thấy rất là ấm áp khi mà nhìn cái ngọn đuốc, ngọn lửa cháy ở trước mặt mình ấy, nó không thể nào thay thế được cho bất kể một cái gì khác. Thì những cái người mà người ta nghĩ như vậy thì họ sẽ nghĩ là như thế nào đúng không? Thì ike no wakare tokoro de aru, và đây tokoro ở đây là cái điểm hay là cái nơi, hay mình dịch là ở đây chính là cái điểm mà phân chia hoặc là chia rẽ các cái ý kiến. Vậy cả cái bài này người ta muốn nói về cái gì ạ? Bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần đáp án nhé. Là kankyo no tame ni wa denki o setsuyaku shinakereba nara nai. Cái đoạn mà setsuyaku tiết kiệm điện năng này thì không hề nói tới rồi. Câu 2 là gì? Denki e no izon wa ningen o munoroku ni shite shimau, là cái sự phụ thuộc vào điện ấy thì con người sẽ làm cho con người trở nên vô tác dụng hoặc là vô dụng ấy. Thì cái đoạn mà mu Noloku ni steshima ở đây cũng không hề nói tới, không phải là cái việc mà phụ thuộc vào điện đấy nó sẽ làm cho con người trở nên vô dụng, không có cái từ nào để miêu tả cái từ nào trong câu này cả. Tiếp đến là kiyo moyasu shizen energy no kanose o tsuikyu subeki da, là cái câu này mình sẽ dịch là cần phải đi theo đuổi cái khả năng về năng lượng tự nhiên đốt cháy bằng cây. Thì các bạn thấy này, cái mô gia sự này này, cái việc mà đốt cây này phải cho cái nên cho cái giai liêu vào trong cái stô bự đấy, vào trong cái lò sưởi đấy này, để mà đốt cháy nó lên này, thì nó chỉ là một trong hai cái ví dụ của cái gà y cà và cái nô gà y cà này thôi. Có nghĩa là liệu là cái việc mình điều chỉnh nhiệt độ một cách tự động bằng cách ấn nút vào các cái thiết bị điện thì là tốt, hay là cái việc mà mình cho từng cái nhiên liệu chất đốt hoặc là từng cái cây vào vào trong cái stô bự, vào trong cái lò sưởi để mà đốt 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 sưởi hoặc là sưởi ấm cái căn phòng của mình ấy thì là tốt đúng không? Thì là đối với những cái người đúng không? Với những cái người người ta cho rằng là khi mà nhìn cái ngọn lửa đấy ở trước mắt mình là một cái thứ mà không thể nào mà thay thế được cái cảm giác gọi là ấm áp trong trái tim ấy, thì là người ta sẽ nghĩ như thế nào đây? Thì đây chính là cái tokoro để haru, đây chính là cái điểm hay là cái chỗ mà có thể phân chia hoặc là chia rẽ các cái ý kiến của mỗi người, nên là cái câu cuối cùng của mình nó là cái chốt ở đây.
là cái tokoro ở đây nó chính là cái câu ở đằng trước này này, cái việc mà người ta sẽ nghĩ như thế nào, người ta những cái người mà người ta coi trọng cái việc mà đốt sưởi bằng cách thủ công, người ta thấy cái việc đấy là cái việc mà không thể nào thay thế được bằng điện chẳng hạn, thì người ta sẽ nghĩ như thế nào đây? Thì đấy chính là cái ý kiến mà khác biệt giữa hai người, những người mà gọi là gì phụ thuộc vào điện và những cái người mà người ta rất là thích gọi là đốt sưởi. Vậy là cái câu số 3 ở đây này là cái việc mà Tsukiyu Sebiki này thực ra thì nó cũng không hề nói tới cái việc mà đi theo đuổi cái tính khả năng này, người ta cũng không hề nói tới, mà cái từ Tsukiyu này cũng không có cái từ nào ở trong bài mà đi nói về cái này cả. Nên là mình cũng hiểu thêm một cái nữa là cái đoạn mà cho cái chất cho cái nhiên liệu vào để mà đốt lò sưởi, nó cũng chỉ là một cái ví dụ trong cái cấu trúc ngữ pháp là như vậy thì là tốt hay là như thế kia là tốt, nên là nó cũng không phải là cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất. Cái đấy nó chỉ là một trong những cái ví dụ để người ta đưa ra một cái dẫn chứng nào đấy cho cái điều mà người ta muốn nói thôi. Nên là cái câu số 3 này cũng không phải là đáp án chính xác. Đáp án của mình là câu số 4 là Denki ni tayori sugiru se katsu ni zenmen teki ni wa sansei dekinai, là chúng ta sẽ không thể nào nghĩa rằng là về một cách toàn diện là mọi người sẽ không thể nào tán thành với cái ní này, này với cái cuộc sống mà quá phụ thuộc vào điện. Đấy, thì cái cả cái bài này thì lúc đầu người ta đang nói là cái việc izon vào điện này thì mang đến một cái cảm giác rất là tiện lợi, nhưng mà cái việc mà nó có giá trị hay không thì nó lại là một cái vấn đề khác. Có những cái người người ta nghĩ như thế này là tốt, có những cái người người ta nghĩ như thế kia là tốt, và có những cái người mà người ta nghĩ rằng là không thể nào thay thế được cái cảm giác ấm áp khi mà đốt lửa, thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây với những cái trường hợp mà ngôi nhà mà toàn bằng điện. Thế nên là đó chính là cái điểm mà để phân chia cái ý kiến hai trường phái này, nên đáp án của mình là sanse deki nai, có là tất cả mọi người zenmen teki ni wa hoàn toàn không thể nào mà đồng tình được với cái cuộc sống, đúng không? Về mặt toàn diện thì là không ai có thể tán thành được một cách toàn diện cái cuộc sống mà quá phụ thuộc vào điện cả, nên đáp án của mình nó là cái số 4. Trong cái bài này ấy, mình bắt gặp một cái cấu trúc ngữ pháp đó là ikanimo, thực sự là, quả thật là. Mình có thể đọc một số các cái ví dụ ở đây. Okane de hoka no hito ni reporto o kaite morau nante ikanimo kare no yarisou na koto da, là cái việc mà kaite morau đây là viết hộ, đúng không? Viết hộ cái bản báo cáo cho người khác, dùng tiền để mà nhờ người khác viết hộ cái báo cáo ấy, thì là quả thật là đúng thật là một chỉ là cái cách làm của anh ta mà thôi. Kare no yariso na koto ka, là đấy là cái cách làm mà của anh ấy, chỉ có anh ấy thì mới có làm cái cách đấy. Ikanimo jan nen so da, thì ikanimo đi với so ở đằng sau đây là trông anh ấy thực sự là rất là đáng tiếc, hoặc là thực sự là đáng tiếc. Ikanimo itaso da là thực sự là đau lòng, rất là đau. Sono kabang ikanimo takakute te ga denai, là trông thật sự là đắt đỏ và không thể nào mà với tới được, hay còn gọi là không thể nào mà mua được cái kabang đấy, đúng không? Thì cái từ ikanimo ở đây cũng là một cái ngữ pháp mà rất là hay dùng, mọi người có thể nhớ luôn trong cái bài đọc này. Hẹn gặp lại các bạn vào cái bài đọc tiếp theo nhé.